tọa lạc tại vị trí đắc địa với không gian rộng lớn thoáng đãng. Công viên Thiên đường Bảo Sơn là khu tổ hợp vui chơi, giải trí, sự kiện kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, thiên đường của văn hóa nghệ thuật, của công nghệ, sinh thái, vui chơi, giải trí hiện đại và ẩm thực. Hội tụ tinh tế, khéo léo giữa thiên nhiên và nhân tạo, giữa kiến trúc cổ và kiến trúc hiện đại. Thiên đường Bảo Sơn là khu giải trí đa phức hợp, là thiên đường vui chơi, giải trí, sự kiện dành cho mọi lứa tuổi. Công viên đã đón hàng triệu lượt khách tham quan và giải trí. Qua cùng xu thế phát triển của ngành du lịch và thời đại mới, công viên Thiên đường Bảo Sơn không ngừng sáng tạo, đổi mới mỗi ngày theo hướng hiện đại với các tổ hợp tham quan đa dạng, làng nghề truyền thống với nhiều chương trình nghệ thuật dân gian, phố cổ trầm mặc, bình yên chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần, thủy cung kỳ ảo đầy sắc màu với hàng ngàn loài cá đến từ các châu lục, tổ hợp safari bán hoang dã với thác nước, vườn chim, tạo hình sông núi như một khu rừng nguyên sinh, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm có nguồn gốc từ Nam Phi và Bắc Mỹ. Công viên nước sôi động với làn trượt cao tốc, thế giới trò chơi hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi với nhiều trò chơi mới được đầu tư mỗi năm như vượt long môn, bước chân kỳ bí, cung đường tốc độ, bay giữa ngân hà, cú rơi vô cực, khủng long trỗi dậy, cao tốc khứ hồi và rạp chiếu phim bay, phim trường kỳ quan thế giới, vườn địa đàng hay hồ tâm linh đều là những điểm quan lý thú cho du khách. Nhằm tạo nên một không gian vui chơi giải trí đa năng, công viên thường xuyên tổ chức các lễ hội văn hóa, chương trình nghệ thuật, carnival đường phố với nhiều chủ đề khác nhau, cùng tạo nên một sức sống mới, một diện mạo mới cho công viên Thiên đường Bảo Sơn, tươi trẻ, náo nhiệt, hiện đại và rực rỡ những sắc màu. Sở hữu sân khấu đa năng rộng đến 30.000 m² với sức chứa 11.000 chỗ ngồi ngoài trời, hội trường với sức chứa hơn 2.000 khách. Công viên Thiên đường Bảo Sơn là nơi tổ chức các chương trình ca mối nhạc hoành tráng, các sự kiện tinh tế, chính trị văn hóa tiêu biểu, cũng như các chương trình tri ân, kỷ niệm của các tập đoàn, tổng công ty lớn. Hệ thống ẩm thực với nhà hàng Cung Đình, nhà hàng Đông Dương, chợ quê quy tụ các món ăn đặc sắc nhất của ba miền đất nước, các món ăn Á Âu trong không gian nhà hàng Cung Đình. Cùng với đó, tháng 6 năm 2019, Thiên đường Bảo Sơn khai trương nhà hàng Hobbit nằm giữa không gian cổ tích của phim trường kỳ quan thế giới. Những món ăn Việt dân dã, đậm đà, phong cách tại nhà hàng Hobbit độc đáo sẽ mang tới những trải nghiệm tuyệt vời nhất, hòa quyện giữa ẩm thực và văn hóa đa vùng miền, đa dân tộc. Mang tầm nhìn vượt trước thời đại, tổ hợp vui chơi, giải trí, sự kiện Thiên đường Bảo Sơn đã trở thành cửa ngõ du lịch của Hà Nội, nơi bắt cầu cho du khách tìm đến những nét đẹp văn hóa, truyền thống, cảnh quan cũng như sự kiện hiện đại của thủ đô Việt Nam, nơi hội tụ tinh hoa của những không gian văn hóa đa sắc màu, những trải nghiệm vui chơi đẳng cấp hàng đầu. Công viên Thiên đường Bảo Sơn, tổ hợp vui chơi giải trí, sự kiện đa năng, hiện đại, nơi kết nối những giá trị truyền thống và hiện đại, điểm hẹn của mọi gia đình Việt.